30 ngày cầu nguyện cho con. Ngày 2, xin Chúa bảo vệ con cái khỏi mọi hiểm nguy. Mỗi ngày chúng ta đọc, xem, nghe nhiều tin tức liên quan đến giết người, bắt cóc, xâm hại, thiên tai, dịch lệ, tai nạn giao thông. Và điều đó thực sự là nỗi ám ảnh của những người mẹ khi nghĩ đến con mình. Sự an toàn của con luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Thông thường những lời cầu nguyện cấp bách và tha thiết của chúng ta là xin cho con cái được an toàn. Chúng ta hãy cầu thay cho sự an toàn của con mình ngay từ trước khi chúng chào đời. Xin cho chúng tránh khỏi những tai họa bất ngờ. Chúng ta cầu thay để xin Chúa bảo vệ con khỏi bạo lực, cưỡng bức và tai nạn. Khi một người mẹ cầu thay cho sự an toàn của con, không có nghĩa là sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra cho con cái, hoặc chúng sẽ không bao giờ bị khổ đau. Chúng vẫn có thể phải trải qua, bởi khổ đau là một phần của cuộc sống trong thế giới sa ngã này. Nhưng Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta rằng lời cầu nguyện của chúng ta đóng vai trò thiết yếu trong việc giữ cho con mình thoát khỏi rắc rối. Và khi khổ đau kéo tới, con chúng ta sẽ được bảo vệ trong hoàn cảnh đó để mang lợi ích cho chúng thay vì hủy diệt chúng. Kinh Thánh nền tảng: khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng ngươi. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Ê-sai 43 câu 2. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin dâng tên các con của bạn lên cho Ngài và cầu xin Ngài dâng hàng rào bảo vệ quanh các con của con. Xin Chúa gìn giữ tâm linh, thể xác, tinh thần cùng tình cảm các con của con khỏi điều xấu hoặc nguy hại. Con cầu xin Chúa bảo vệ con của con khỏi tai nạn, bệnh tật, thương tích hoặc bất kỳ sự cưỡng bức nào về tinh thần hoặc thể xác. Con cầu xin cho các con của con biết ẩn nấp trong bóng cánh Ngài cho đến khi tai họa đã qua. Xin Chúa che chở các con của con khỏi bất kỳ ảnh hưởng xấu nào có thể xảy tới cho chúng. Xin giữ con của con tránh khỏi mọi hiểm nguy tiềm tàng. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài về những lời hứa bảo vệ Chúa dành cho chúng con. Xin giúp các con của con tin quyết vào lời hứa của Chúa, bước đi trong đường lối Ngài và vâng phục ý muốn Ngài để sẽ không bao giờ lệch ra khỏi sự bảo vệ của Chúa. Xin giữ con của con an toàn trong mọi việc chúng làm, những nơi chúng đi tới và bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của chúng. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ Đốc.